trong đoàn này không ai qua sân ca. Thôi Xu mình đừng nói vậy, để cho hai đứa nó thi đi. Vâng. Ừ. Rồi, chúng ta mở một cái bài nhạc đen lên đi. Mình nói hai đứa này, đưa vé đây bà nội. Phải có đứa trước đứa sau. Rồi. Trời ơi. Đó. Bà hất quấy. Bây giờ đúng quý vị coi nè, tao đâu hất lại như nãy coi. Một con heo đi ra. Rồi, vô. Vỗ tay cổ vũ tâm hào đứa gì ơi. Rồi hấp đi cưng, hấp kiểu nào đó. 1, 2, 3, 4 nhịp. Rồi, hey, 2, 3 nhịp. Ghê chú gì ơi. Vỗ tay gì ơi. Tiếp luôn. Đó rồi, quỳ xuống rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được rồi, má. Đây, mày nghe. Mày thấy mát cái da đầu không? Của tóc mày dưới đất cách thi kìa. Nè má, tóc má đây là cái sổ nó nằm trên tay con nè má. Sổ khổ vậy thật cơ. Đã dặn rồi. Nè coi nè đó. Chàng mới là hot tóc cái gì. Nó vỗ tay cho gặp cảm cái gì. Trời ơi xuất sắc chưa. Trời ơi. Mà thì có em tức. Em dặn trước rồi là thế nào lát cũng lát tóc kêu gài kỹ không mà vậy. Mà nói có lệ đâu. Bây giờ được kêu nó được đổi tóc nó đi. Để cạo trọc. Không vô đội quần đi. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu do số chúng chú quý vị trong lần này xin được nhiều may mắn. Rồi ai sẽ đi nhé đầu tiên là bên gì để chúng ta cùng chủ từng đây qua những trong lần 20.000 đồng tài lô tô số 2. Cô số chị ra mấy thì có mấy gì đây, cô số chị ra mấy thì ra có mấy gì đây mấy thì đi cô số chị đây, cô số chị ra mấy thì ra có mấy gì ra lắc lắc cái mặt nghe lắc lắc cái mặt nghe em đây thì ngỡ ra. Cờ ra mà con mây, cờ ra mà con mây, là con mây cờ ra. Cô số gì ra mấy thì đi cô mấy gì đây. Không đúng là trời cho, không đúng là trò chơi. Không đúng là trời cho, không đúng là trò chơi. Thôi chờ rất trong chú ơi, chú nên xin mời bà mời lên trời. Lô tôm người ơi, lô tôm bà cây, tôi còn quay là quay những trong đời. Nhưng để thấy ngồi chúng em tùy là người dân. Em biết đây em mắc qua hai chục ngàn. Anh luôn tình luôn giúp việc cho em. Cờ nghe chân tay em bắt ai có lẽ. Chúng luôn tình giúp cho còn hơn năm em cảm ơn. Suốt gì đây mày gì đây. Mà nếu như có một ngày một ngày nào đó mình nói đã xa nhau
Thưa quý vị, số 7 có người đọc giải. Tôi chú chị và đồng nghiệp sắp vào đánh giá. Chú ý kiểm tra con gồm ở trên thưa quý vị. Dạ thôi. Quý vị, ai còn chung chung của số 7, quý vị vui lòng bước lên để cho các video số lại để phục vụ cho quý vị cho chồng và chồng tới đêm nay và dòng loại sau thì một lát nữa chúng mình sẽ phục vụ cho quý vị. Em mong quý vị nhớ bước lên sân khấu để chúng mình xịt quần và quý vị vui lòng để cho chúng em gửi tay cho quý vị để giữ vệ sinh cũng như là giữ an toàn sức khỏe cho quý vị nha. Rồi thân chúc giúp giùm chị cho điều này. Rồi anh cứ đứng đó đi để cho thân chúc lên gửi tay. Đó rồi. Cảm ơn anh Trúc rất là nhiều. Rồi bây giờ quý vị dò số một cách thi nha. Cho chủ nhân thứ nhất tại dòng loại vé lô tô 181. 181 đúng cái hiệu đúng dòng loại. Dạ số 7 nhiều điểm khi qua. Số 7 có nhất lầu. Anh dò kéo dòng số 13. 13 có nhị lầu. 39. 39 có tam lầu. 51. 51 lọt lầu. Gặp mẹ luôn rồi. Anh dò số kéo đầy đủ 073 Lô Tô Hương Nam. Dạ đúng kêu đúng không hỏi. Số trúng thường tại Lô Tô Hương Nam số 7. Dạ số 7 có 1. 13. Thì ra có 2. 39. Dạ 39 có 3. Thì ghê quá. 51 đầy đủ. Ứng hơn nữa. Rồi bây giờ quý vị hai chủ nhân đã hợp lệ. Thì bây giờ toàn phẩm á, và theo yêu cầu của hai chủ nhân, một là mình quay lòng cầu quay số hay là mình chia đều nha. Rồi mình tính sao? Nếu mà quay số thì hên xui, còn chia đều thì mỗi người phong bao lì xì 500.000 đồng. Chia đều ha. Rồi chia đều để ai cũng sẽ có quà trong buổi tối đêm nay. Rồi, cảm ơn hai anh trai và kiểm tra bao lì xì nha. Chúng mình ngày về chúng chờ thì chúng em nha mấy anh. Vâng, kính thưa quý vị, và ở phần 2 của chương trình Lô Tô Xuân Hương Nam sẽ mang tới cho quý vị chương trình Lô Tô với một chủ đề rất đặc biệt, đó là đẳng cấp quý ông. Bây giờ quý vị thấy tụi em tóc dài, áo dài, nhưng ở phần 2 với chủ đề đẳng cấp quý ông là trên sân khấu này rất là ít phụ nữ quý vị. Tất cả tụi em sẽ giả trai để phục vụ cho tất cả quý vị. Và nhìn ghê cỡ nào thì hẹn gặp lại quý vị. Vâng. Anh đòi giả lộ hả? Thấy gớm quá anh. Dạ. Một lát nữa vô tôi lép tôi nói chuyện với ông sao nha. Rồi kính thưa quý vị, phần 2 sẽ là một phần vô cùng đặc biệt của Lá Lô Tô Hương Nam dành tặng cho quý vị với chủ đề đẳng cấp quý ông. Tụi em sẽ hóa thân thành những người con trai thẳng để phục vụ cho tất cả quý vị. Còn cái bây giờ xin mời quý vị đến với những giây phút nghỉ giải lao giữa giờ